Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến, trúng số đổi đời, tài lộc ùn ùn đổ về như thác lũ, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, bất ngờ tiên tri tiết lộ bí ẩn sự thật về cuộc đời tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Từ 41 tuổi trở về sau, được bề trên ban phúc, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, sự nghiệp hanh thông, tiền vàng nhét chật két, càng già càng giàu có, cuộc sống đủ đầy, an nhàn sung túc, hưởng phúc lớn đến cuối cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh 1984 thân mến, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, mỗi người có một phút phần khác nhau. Có người sinh ra đã sung sướng từ trong trứng nước, sướng từ lúc sinh ra đến khi tạ thế, cả đời sống trong nhung lụa. Có người lại sướng trước khổ sau, thời nhỏ vinh hoa phú quý, đến già tàn tạ, nghèo đói. Có những người khi trẻ chịu nhiều vất vả, thử thách, nhưng khi về già sống nhàn nhã, gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý. Quý vị thân mến, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, tươi đẹp như ta mong muốn. Đôi khi đâu đó trong cuộc đời, chúng ta lại vấp phải những khó khăn, bế tắc. Nhưng nhờ thế mà chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành và lớn mạnh hơn, sống tử tế, vượt qua sóng gió bằng sức của chính mình, sẽ được trời thương. Cuộc đời đổi vận bất ngờ, dần dần xóa bỏ cái mát con giáp số vất vả. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đón lành, tránh dữ. Ở thời điểm cuộc sống nhiều rối ren, lắm mỏi mệt, người ta thường chần chừ không dám quyết định, quẩn quanh những suy tư, sốt ruột đợi chờ kết quả, cố gắng cho những nỗ lực của bản thân, tiếc nuối cho một đoạn thanh xuân đã tin yêu và nỗ lực, tiếc rằng chẳng nhận lại được những gì xứng đáng thuộc về bản thân. Tuổi Giáp Tý 1984 đã ở trong trắc trở khá lâu rồi, nên để mọi thứ hồi phục hoặc vận mây trở về thì cũng cần một đoạn thời gian. Những tia nắng của sự hanh thông sẽ dần xuất hiện từ 41 tuổi. Ở đời đằng sau bóng tối chính là ánh sáng, sau mùa đông chính là lúc xuân tới, sau khó khăn chính là lúc thuận lợi về. Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, trước đây người tuổi Giáp Tý sinh 1984, nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, từ 41 tuổi, nếu nắm bắt được cơ hội vàng này, thì mệnh chủ sẽ xoay chuyển vận mệnh của mình, tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần mà mọi người đều chẳng hiểu vì sao. Mệnh chủ có thể vượt qua được mọi gian nan thử thách ngoạn mục đến như vậy. Vậy cơ hội đó là gì? Vận trình Giáp Tý từ 41 tuổi sẽ biến động ra sao? Mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trước khi đi vào lá số tử vi hôm nay, ta cùng tìm hiểu về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nhé! Giáp Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc, họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Khi làm việc tập thể, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Giáp Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoan phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận. Nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt,
Điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi anh ta về bất kỳ lĩnh vực gì, thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm. Họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực. Trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ mệnh Giáp Tý trải qua nhiều thăng trầm và vất vả. Những thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn. Hôn nhân vừa hạnh phúc lại vừa có lộc tiền tài. Cả cuộc đời gặp nhiều điều vận may. Sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi. Sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Theo tử vi tuổi Tý, nữ mệnh có tuổi thọ trung bình từ 75 đến 85 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, ăn ở tích phúc đức thì có thể được tăng thêm tuổi thọ. Nam mệnh Giáp Tý. Xem tử vi thấy rằng ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão với những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công thông. Minh sắc sảo, ý chí hơn người, tuy nhiên vẫn may lại không mỉm cười với Giáp Tý. Bởi vậy phải ngoài 40 tuổi những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi về các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Giáp Tý sinh 1984, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tuổi Giáp Tý khá độc lập, ham học hỏi, tính tình hòa nhã, thân thiện, trung thực, đáng tin cậy. Trong công việc, họ tỏ rõ mình là người có trí tuệ, có tài năng, sức sáng tạo cao, tầm nhìn xa trông rộng, khả năng quan sát tốt, tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến, khiến cho tuổi này gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi. Thêm vào đó trực giác nhạy bén và đầu óc kinh doanh, khiến họ rất thích hợp để tự mình khởi nghiệp. Bước đầu chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nếu kiên trì tích lũy kinh nghiệm chờ thời cơ thực hiện, thì mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Giáp Tý rất giỏi trong giao tiếp, cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm với người mình thực sự quý mến. Họ được nhiều người yêu quý và rất đông bạn bè. Tính tình khéo léo, giúp họ dễ dàng xử lý công việc mà hiếm khi đắc tội với ai. Khi gặp khó khăn trắc trở trong công việc, thì luôn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tính cách độc lập và tích cực của Giáp Tý khiến họ phù hợp với những công việc có không gian tự do phát triển hơn là làm việc gò bó như công chức nhà nước. Tuy nhiên, khả năng phối hợp làm việc nhóm của con giáp này có nhiều hạn chế, bản thân dễ mất đi hứng thú sáng tạo nên học cách điều chỉnh, kiểm soát bản thân và hài hòa hơn khi làm việc với người khác. Nam mệnh tuổi Hợp làm ăn, Giáp Tý là những người chăm chỉ, cần cù và sáng tạo trong công việc. Khi làm việc họ luôn giữ được phong độ và sự tập trung của mình. Không có bất kỳ điều gì có thể phân tán tư tưởng của những người này. Hợp tác làm ăn với người khác sẽ giúp nam mệnh Giáp Tý học hỏi, tích lũy được nhiều thêm kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân mình để tự tin hơn khi đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên không phải sự kết hợp nào cũng tạo nên nhiều hiệu quả và thuận lợi cho cả hai bên. Nếu chọn đúng tuổi Hợp làm ăn, công việc sẽ đi lên như diều gặp gió, khó khăn nào cũng vượt qua. Ngược lại, nếu chọn tuổi Đại Kỵ, không hợp làm ăn, công việc sẽ càng thêm khó khăn, trì trệ hơn. Giáp Tý hợp tác làm ăn với tuổi Nhâm Thân, Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Bính Dần, Canh Ngọ nhất định sẽ đạt được hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Đại Kỵ, tất cả trên phương diện nào, kết hôn hay hợp tác làm ăn, thì sự hòa hợp giữa hai con người khác biệt là điều rất cần thiết để duy trì mối quan hệ. Thế nhưng đó chưa phải hoàn toàn là yếu tố quan trọng để giúp họ đạt được thành công.
dù hòa hợp về tính cách nhưng tuổi và mệnh chủ lại xung khắc với nhau, thì rất dễ có thể mối quan hệ này sẽ không đem lại may mắn, hiệu quả cao cho cả hai bên. Tuổi Giáp Tý kỵ với tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Quý Dậu, Kim Mão, nếu như kết hôn hay hợp tác làm ăn thì cuộc sống sẽ không mấy thuận lợi. Tuy nhiên sự khó khăn ấy sẽ có thể khắc phục được nếu như cả hai bên đều cố gắng nỗ lực phấn đấu. Nghe giờ xuất hành hợp nhất, Giáp Tý là những người làm việc rất chăm chỉ, cần cù, nhưng nhiều khi kết quả lại không được như ý muốn. Đó có thể là do phương pháp làm việc chưa hiệu quả, hoặc may mắn chưa mỉm cười với họ. Nếu muốn công việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và gặp nhiều may mắn hơn, năm mệnh Giáp Tý nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn, tháng lẻ. Nữ mệnh Giáp Tý tuổi Hợp làm ăn. Nữ Giáp Tý khi có ý định tìm đối tác làm ăn thì nên lưu ý và ưu tiên hơn với những con giáp sau đây, đó là Bính Dần, Kỷ Hợi và Canh Ngọ. Giáp Tý rất hợp với những tuổi này, do vậy mà nếu hợp tác làm ăn sẽ đem lại nhiều thuận lợi, may mắn và thành công cho những dự định của họ. Tuổi Đại Kỵ, biết được những tuổi nào không thích hợp hay kỵ với vận mệnh bản thân sẽ giúp người đó tránh được nhiều rủi ro, trục trặc trong cuộc sống. Những tuổi Đại Kỵ với nữ mệnh Giáp Tý là Đinh Mão, Quý Dậu, Kỷ Mão và Tân Dậu. Nếu có bất kỳ những ý tưởng lớn như làm ăn, kinh doanh hay đầu tư phát triển, kết hôn thì không nên chọn một trong số các tuổi trên do xung khắc về tuổi, nên nếu như hợp tác hay kết hôn thì họ có thể gặp phải những khó khăn cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, chọn được ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ giúp Giáp Tý dễ dàng cho những dự định của mình. Nên xuất hành vào ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ thì sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và thành công. Xét về phương diện tài lộc, Giáp Tý khá kiên trì, sau khi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu kiếm nhiều tiền thì họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, quyết tâm không từ bỏ. Nhờ thế mà họ thường xuyên đạt được mục tiêu đã đề ra, khả năng có, nên người tuổi này ít khi phải lo buồn chuyện tiền bạc trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, một điểm yếu của con giáp này chính là dễ mềm lòng, dù luôn rất cẩn trọng khi xử lý công việc, nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, song tính cách mềm yếu khiến họ dễ bị lừa gạt, lợi dụng, cảm xúc lấn át lý trí, nên họ có thể làm ra những việc bất lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Từ 41 tuổi thì tài lộc của Giáp Tý quả thật không thể coi thường. Giáp Tý khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi phương Đông tiết lộ, chính tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mà chính tài mang lại càng nhiều, được báo tăng lương, thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này. Đương nhiên khi chính tài lên ngôi, thì công việc của Giáp Tý cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Mệnh chủ đạt được nhiều thành công trong công việc, cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên. Có một điểm không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này là sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Đa phần Giáp Tý có tình cảm nội tâm rất dồi dào, họ rất nhân từ, khoan dung độ lượng với người mình yêu mến, họ luôn biết nhường nhịn và không phải người so đo từng ly từng tí. Khi xảy ra tranh cãi, bằng lòng nhân từ vốn có, Giáp Tý luôn khiến người đối diện hết sức yêu quý mình, bởi vậy ngay từ đầu đã có thể giành được thiện cảm của người khác. Tuy nhiên đường tình duyên của Giáp Tý lại không thật sự thuận buồm xuôi gió. Khi yêu, Giáp Tý thường rất chăm chút, chu đáo, nhưng lại luôn đòi hỏi người ta phải bù đắp lại mình. Đôi khi sự quá nhiệt tình trong tình yêu lại khiến cho Giáp Tý tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Một điều có thể khẳng định là cuộc sống gia đình của người tuổi Giáp Tý khá hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn xảy ra những cãi vã từ những chuyện không đâu. Nữ giới tuổi Giáp Tý thường theo đuổi những mối tình viển vông, họ luôn hy vọng được là một người tình tuyệt vời trong lòng một ai đó, kể cả là bề ngoài hay nội tâm, họ là người khá yêu tự do, kích động bình đẳng, ấp ủ lòng kính phục người yêu, người có thể khiến họ lao tâm khổ tứ, đều tài giỏi xuất sắc, họ cảm thấy năng lực của người yêu không ưu tú như họ vẫn tưởng tượng, liền mất đi lòng tin. Nữ giới tuổi Giáp Tý sẽ trở thành một bà chủ gia đình cực tốt, vừa chăm lo cho gia đình, lại vừa chăm lo cho sự nghiệp. Nam giới tuổi Giáp Tý đối xử với người khác thân thiết, hòa nhã, tính tình rộng rãi và hiểu nhiều biết rộng. Khi họ đang yêu, thường tỏ ra nho nhã ôn hòa, quan tâm hết mực đến người ta. Tuy họ thành khẩn, lễ độ, chất phát, không màu mè, nhưng khi bị phái nữ trêu chọc thì sẽ không kìm được mà lộ hết sạch mọi tính tình thiên bẩm ra. Lúc ấy cô gái bên cạnh họ sẽ hoài nghi nhân cách của họ. Thất tử vi tuổi Giáp Tý, đa phần họ đều thành công, bất luận là làm công việc gì, bởi họ là những người luôn bình tĩnh, tỉnh táo và nhạy bén. Họ có trực giác sắc sảo và tầm nhìn xa. Đường tình yêu của họ không thuận lợi, thế nhưng cuộc sống gia đình phần nhiều là hạnh phúc, lãng mạn,
Vì dành nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp, nên tình yêu của Giáp Tý thường đến khá muộn, họ hiếm khi rung động, cảm nắng với những người mới gặp gỡ. Tình yêu phải được xây dựng dựa trên một mối quan hệ gắn bó lâu dài trước đó. Khi yêu, những người này luôn cần sự quan tâm, thấu hiểu của đối phương. Dù rất bận rộn trong công việc, ít dành thời gian quan tâm đến người yêu, nhưng họ là những người rất chân thành và trung thủy. Về chuyện tình cảm của nam tuổi Giáp Tý. Nam tuổi Giáp Tý sinh tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch, đường tình duyên không mấy thuận lợi, đôi lúc gặp phải thất bại trong chuyện tình cảm. Giáp Tý sinh tháng này cần phải học cách trân trọng tình yêu và những gì mình đang có, nếu không sau này sẽ hối hận. Tuổi Giáp Tý sinh tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch, tình yêu hòa hợp, hạnh phúc là điều mà những người này mong muốn. Tuy nhiên đôi lúc họ lại không biết cách cân bằng giữa công việc và những mối quan hệ cá nhân, khiến cho đối phương cảm thấy nhàm chán. Tình yêu chỉ thực sự trọn vẹn nếu như có sự vun đắp, xây dựng và cố gắng từ hai phía. Tuổi Giáp Tý sinh tháng 3, tháng 4, tháng 8 âm lịch, sớm tìm được ý chung nhân của cuộc đời mình và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy đôi lúc mối quan hệ xảy ra mâu thuẫn, nhưng Giáp Tý rất biết nhường nhịn, sẽ nhanh chóng hòa giải trong vui vẻ. Chính sự khéo léo ấy giúp cho họ có được một đời sống hôn nhân hòa hợp, hạnh phúc. Về chuyện tình cảm của nữ mệnh tuổi Giáp Tý. Nữ mệnh Giáp Tý sinh tháng riêng âm lịch, trong tình cảm không được may mắn bằng những người sinh vào khác tháng. Trong cuộc sống đôi lúc vướng về những khó khăn, khó giải quyết. Tuy nhiên nếu hai vợ chồng cố gắng chăm chỉ làm việc thì cuộc sống sẽ dần được cải thiện. Nữ mệnh Giáp Tý sinh vào tháng 2, tháng 5, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Trong tình cảm hôn nhân gia đình đôi lúc gặp phải những chuyện buồn phiền. Cuộc sống vật chất tuy đầy đủ, nhưng tình cảm lại không thuận. Hai người vì công việc của bản thân nên có rất ít thời gian dành cho nhau. Nếu muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc theo nghĩa trọn vẹn, thì nữ tuổi Giáp Tý nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình và con cái. Sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8 và tháng 12 âm lịch. Đây là những người rất hạnh phúc sau khi kết hôn. Họ không phải lo lắng nhiều về các vấn đề trong cuộc sống. Hai vợ chồng thương yêu đoàn kết, cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp. Xét về phương diện sức khỏe. Sức khỏe tuổi Giáp Tý dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa trong cuộc sống hàng ngày, nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống. Hơn nữa tính cách nóng này sẽ bị kích động mà quên lãng những mối nguy tiềm tàng xung quanh mình. Khi ra ngoài nên chú ý an toàn, chớ mãi lo việc người ngoài mà gặp phiền phức không đáng có. Diễn biến tử vi từng năm tuổi Giáp Tý 1984 từ 41 tuổi. Từ năm 40 tuổi đến năm 44 tuổi, tuổi 43 sức khỏe bị giảm sút, không nên làm việc quá sức, chủ quan với những căn bệnh nhỏ, cần phải nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Trong cuộc đời Giáp Tý, đây có lẽ là hai năm khó khăn, gian khổ nhất, công việc gặp phải khó khăn, trục trặc bất ngờ, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, tâm trạng thường xuyên rơi vào căng thẳng. Bởi vậy, mối quan hệ vợ chồng cũng có phần rạn nứt. Trong khoảng thời gian này, Giáp Tý cần phải bình tĩnh, dĩ hòa vi quý để giải quyết mọi chuyện. Từ năm 45 tuổi đến 50 tuổi, tháng 10 năm 46 tuổi có vận hạn cẩn thận, tai họa từ lửa. Năm 47 tuổi, cần chú ý đến sức khỏe bản thân nhiều hơn, kẻo ốm đau, bệnh tật vào những tháng cuối năm. Vào những tháng giữa năm 48 tuổi, của đi thay người, bị hao tốn tiền của, nhưng nhờ vậy mà tránh được tai họa giáng xuống đầu. Năm 49 tuổi, đau ốm liên miên vào tháng 5 và tháng 6, khi xuất hành đi xa vào tháng 8 và tháng 11, nếu không sẽ rước họa vào thân. Đến năm 50 tuổi, tận dụng tối đa những gì mình có cho công việc sẽ thu được kết quả xứng đáng. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, trong những năm này có nhiều chuyện vui từ con cái, công việc ở mức bình thường, có lộc về tiền tài. Năm 51 tuổi và năm 53 tuổi, phải hết sức cẩn thận trong mọi chuyện. Vào tháng 9 năm 54 tuổi, kẻo gặp tai ách. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, không có biến động gì lớn hay quan trọng xảy đến trong những năm này, mọi chuyện đều ở mức bình thường, từ công việc đến gia đình. Cẩn thận kẻo đau ốm vào năm 56 tuổi. Năm 57 tuổi, mọi chuyện bình hòa. Năm 58 tuổi, mọi chuyện có phần hơi xấu, có thể bị mất của. Đến năm 59 tuổi, con cái mang lại nhiều niềm vui. Tiếp theo là vận trình lưu niên của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, cụ thể cho từng năm âm lịch. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984, gặp năm Tý. Vận trình lưu niên của Giáp Tý năm này, đường tài lộc hanh thông. Nếu không ngừng cố gắng có thể gặt hái được thành tích cao trong sự nghiệp, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Giữa năm có thể gặp chuyện tang gia, cuối năm đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên hạn chế xuất hành, đề phòng sự cố. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984, gặp năm Sửu. Năm này vận thế mọi thứ bình ổn, nhìn chung mọi việc tiến triển như ý muốn. Khi
khi nhìn thấy bạn bè, người thân xung quanh gặt hái thành công, mệnh chủ chớ nên nóng vội hoặc sốt ruột, cứ bình tĩnh cố gắng thì ắt đạt được điều mình muốn. Cần chú ý rèn luyện thể dục thể thao để phòng nhiễm bệnh. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Dần. Vận trình lưu niên Giáp Tý thấy rằng sự nghiệp của mệnh chủ có nhiều bước phát triển nhanh chóng, thường xuyên phải bôn ba vất vả bên ngoài. Tuy nhiên con giáp này cần biết như thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, nếu không tham thì thâm, tự rước họa vào thân. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Mão. Hung cắt đan sen, chuyện tình duyên của người độc thân có nhiều khởi sắc, mệnh chủ cần chủ động nếu muốn nên duyên với người ưng ý. Người đã kết hôn có cơ hội nhận tin vui như đón thêm thành viên mới, tuy nhiên mệnh chủ cần chú ý cách hành xử, nếu không muốn vướng họa thị phi, chuyện nhỏ thì nên chín bỏ làm 10. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Thìn. Năm nay đường tài lộc thuận lợi, sự nghiệp cũng đạt được bước phát triển mới, ai tham gia thi cử ắt gặt hái được thành công. Có điều thời điểm này, mệnh chủ cần chú ý kẻo tiểu nhân rình rập, kết bạn nên có chọn lọc, nếu không dễ trở mặt thành thù. Ngoài ra cũng cần cẩn thận chuyện giấy tờ, kiện cáo, trong năm có mắt bệnh nhẹ nhưng không đáng ngại. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Tỵ. Lưu niên không thuận, mệnh chủ dễ gặp họa tài do sao bệnh chiếu mệnh, may mắn có các tinh nguyệt đức nâng đỡ nên tai họa giảm bớt phần nào. Năm này nên chú ý hành thiện tích đức, không nên hám danh hám lợi, nếu không lành ít giữ nhiều. May mắn quan hệ xã giao thuận lợi, nhận được sự thấu hiểu và giúp đỡ của bạn bè, người thân. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Ngọ. Trong năm vận đào hoa nở sớm, người độc thân có cơ hội phát triển tình cảm. Người đã lập gia đình cần chú ý giữ mình, tránh vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Tình hình tài chính không thuận lợi, cần làm ăn chân chính, nếu không muốn vướng họa lao tù. Tuy nhiên nếu chăm chỉ làm ăn, chịu khó bôn ba vất vả thì ắt đạt được mục tiêu. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Mùi. Trong năm, đây là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi đối với Giáp Tý, thích hợp làm việc lớn, dù có gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng tìm được cách hóa giải. Giữa năm có thể gặp phải một vài trắc trở nhưng không đáng kể. Tuy nhiên năm nay mệnh chủ vẫn có thể có họa thị phi, cần hạn chế can thiệp vào việc của người khác. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Thân. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm nay vận trình ổn định, sự nghiệp khi phát triển, cần chú ý giữ chữ tín trong các mối quan hệ, nếu không dễ để lại hậu họa, đề phòng họa tiểu nhân. Cuối năm vận trình có nhiều chuyển biến tốt đẹp nên cố gắng phấn đấu, chủ động nắm bắt cơ hội. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Dậu. Mệnh chủ đón được nhiều tin vui trong thời điểm này, ví dụ như sự nghiệp hanh thông, con cháu đầy đàn, gặp người như ý. Mệnh chủ có cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Đây là thời điểm nên mưu đại sự, chỉ cần cố gắng không đi đường tắt thì ắt gặt hái thành công. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Tuất. Trong năm này sự nghiệp phát triển, tài lộc bình ổn, tuy nhiên vẫn cần đề phòng có kẻ ngấm ngầm hãm hại để xảy ra sự cố bất ngờ. Cần giữ tâm thế lạc quan, tích cực, đến cuối năm ắt có thu hoạch bất ngờ, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, cần hạn chế đi xa, nhà có thể xảy ra việc tang. Vận trình tử vi tuổi Giáp Tý 1984 gặp năm Hợi. Trong năm này có các tinh chiếu mệnh, có cơ hội nhận được nhiều tin vui ở cả phương diện sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên. Tuy nhiên con giáp này không nên phung phí sức khỏe, kẻo đến khi hối hận thì đã muộn. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Giáp Tý 1984, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiếp tân xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi này được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc no đủ, có lộc ăn, lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều gì. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây ra hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên thì tính khí có phần cao ngạo, nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thành thơi, an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Người tuổi này được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mạnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều,
mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi này có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không giấu nỗi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành công, có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ. Có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn, bình an. Vận mệnh của người tuổi này tuy có nhiều trắc trở, nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật, tính tình hiền lành, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu sự quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi này gặp phải tang môn, đi tới đâu cũng gặp phải chuyện tang tóc, tuy có bổng lộc, nhưng đều đến từ chuyện buồn đau. Số mệnh hầm hiu, có thể có số xuất ra, nếu có thể giữ được tâm trí bình an, tu thân, tỉnh trí, không tham lam, biết phấn đấu, thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc, an nhàn. Người tuổi này nhát gan, thiếu sự quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng, họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét trốn hồng trần, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi này số mệnh bình thường, không có nhiều bổng lộc, tài sản cũng không, dù sao cuộc đời vất vả bôn ba, không được quý nhân nâng đỡ, mà một mình chống chọi, nên làm gì cũng khó khăn, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu, nên hung hiểm trùng trùng, may thay có xuân phong hóa vũ, gió xuân hóa thành mưa, trời quang mây tạnh, nên được lương duyên. Người tuổi này tuy vận số không tốt, nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào, người phối ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn, tương trợ mọi điều, giúp cho người này có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại, anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân nâng đỡ, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hầm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người tuổi này số bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp trốn, người này tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn, quên ngủ, hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả, mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh của người này khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, người này tuy số kiếp vất vả, nhưng tinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử, dương khí vượng, đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi. Người tuổi này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên nên sống gần ao hồ sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì. Cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp xây dựng do chính sức mình. Song người này lại may mắn, khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, và nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Người này tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, đất trời vào tiết lập thu, hoa trái dồi dào, là mùa thu hoạch. Người tuổi Giáp Tý sinh vào thời điểm này trong năm, cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc, mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Tính tình phóng khoáng, khoan dung, độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn. Cuộc đời có thành, có bại, song hưởng phúc lộc trời ban, nên vẫn được đủ đầy, dù có gặp tai họa,
thì vẫn có cơm ăn, áo mặc, tính cách cương nghị. Tuy vào cảnh khó, nhưng vẫn giữ lòng tự trọng. Dù vất vả kiếm kế sinh nhai, cũng quyết không cầu xin người khác. Người tuổi này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào. Được cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc, giàu sang. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, vận mệnh của người tuổi này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất, chúng phong thái đỉnh đạc, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, cứ chăm chỉ làm việc, tất có thành công, tu tâm dưỡng tính tất nên đại nghiệp. Xem vận mệnh của người này, cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ân cao, quý nhân vượn vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn lộ, người tuổi này tính tình trầm ổn, song không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội, từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phút cơm áo đủ đầy, thiếu sự quyết đoán, khó làm nên cơ nghiệp. Vợ chồng con cái tuy yêu thương nhau, nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi, mâu thuẫn liên miên, không có tài ăn nói, an phận thủ thường. Người tuổi này cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo giặt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc, tuy nhiên phúc lớn mệnh hậu, nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người tuổi này thường hay dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, cũng có tham vọng, có ý chí, nhưng không mấy khi có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống có phần bấp bênh, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu, dù có tiền, cũng không biết làm cho tiền sinh sôi, nảy nở. Vận mệnh của người tuổi này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít chướng ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người tuổi này khởi nghiệp khá muộn, nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu, tự tại. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió, không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ, mới hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng, nghỉ khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn trong năm, người người nhà nhà, chuẩn thịt cơm kịp đón Tết về, nên người tuổi Giáp Tý cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời, chỉ là tiết trời se lạnh, nên số mệnh đã định, phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù, thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh của người tuổi này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Người tuổi này tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý anh chị lời Phật dạy về hơn thua đã dạy chúng ta rằng, chúng ta đều hiểu rằng những đấu đá, hơn thua đều mang lại kết cục không tốt đẹp, thế nhưng không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân, lấy nhu thắng cương. Do đó, theo lời răn dạy của Phật, chúng ta phải biết kiềm chế bản thân. Lửa nào bằng lửa than, thấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Chúng ta sống ở cõi này, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, báu vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày.
Vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói, con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng mang theo được những gì. Trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành, công khai tranh giành, âm thầm tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ, hôm qua tranh giành, hôm nay tranh giành, rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc, liền mượn cớ phát sinh bực tức cáu giận với người chồng. Người chồng vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè, người ngoài sai khiến người vợ không chịu được cảnh ấy và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an. Nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có. Tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn, bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn. Theo lời Phật dạy về hơn thua, bạn cần ghi nhớ một điều rằng: 1. Người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. 2. Người xấu hay đẹp vừa mắt là được rồi. 3. Người già hay người trẻ khỏe mạnh là được rồi. 4. Gia đình giàu có hay nghèo túng, hòa thuận là được rồi. 5. Con cái dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. 6. Nhà to hay nhà nhỏ có thể ở được là được rồi. 7. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc được là được rồi. 8. Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi. 9. Cả đời người bình an là được rồi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.